cuốc này thoải mái lắm. Hả? Cái bụng cuốc này thoải mái lắm. Bạn, cái này mà giờ sắc lắm ấy. Mà, sắc này à. Càng càng làm càng sắc. Cái đấy càng làm càng sắc mà. Tới rồi, đang chuẩn bị lượt cuốc nữa các bạn. Rồi đang lắp lưỡi cuốc. Cuốc sâu khoảng 20 phân đất. Định làm gì? Tăng ga lên. Chưa, vẫn nổ thế. Có bao giờ giật thế là hết. Anh muốn sang tối rồi.
giải một phần cái cỏ kia đấy cuốn vào nữa. Thôi ra chỗ quang đi nhả cỏ đi.